thêm chút lạc đường. Căng thẳng mệt mỏi, hãy uống trà xanh không độ, được làm từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giữ nguyên tinh chất ACCG cùng vị chanh thanh mát, giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống, sảng khoái yêu đời, chân trào cảm hứng. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.